Năm 1984, khi người Sán Chỉ từ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang về đây khai khẩn đất đai, đã mang theo những hạt chè để gieo trồng. Ban đầu, họ trồng chè chỉ để phục vụ nhu cầu của gia đình. Sau dần, cây chè phát triển, được nhiều người biết đến. Đến nay, Bắc Củng có 8 ha chè san tuyết, có nhiều cây chè cổ thụ từ 30 đến 36 tuổi. Được trồng ở độ cao trên 600 m so với mực nước biển, cây chè san tuyết cổ thụ có tán rộng, búp chè to, màu xanh non. Trên búp có lớp lông tơ mềm mịn như tuyết trắng. Do được trồng ở nơi có khí hậu quanh năm khá mát mẻ, nên cây chè có cánh lá dày, to bản, sau khi chế biến có mùi thơm đặc trưng, nước xanh, vị đượm. Bữa đó mới chăm bữa chị đáo đáo phần năn đằng tỉa cành và năn của quái vì táo có thời gian chăm sóc chè vì phát năng xét ở đáo thì bùi giờ sâu mua vì bữa chăm bữa chị sâu gần sâu y lẹp nòm đặc y lẹp nòm vì bữa chăm bữa chị chào năn chào bữa mua kêu quay muốn năn na trả hàng tục quái vì hàng này hàng tục trả hàng sẵn hấp cù. Thôn Bắc Củng hiện có 45 hộ dân, với trên 80% là đồng bào dân tộc Sán Chỉ. Ở đây, nhà nào cũng trồng chè san tuyết. Mỗi năm cho thu 4 vụ với tổng sản lượng 12 tạ chè tươi. Chè tươi có giá từ 15.000 đồng trên 1 kg, chè khô 200.000 đồng trên 1 kg. Cây chè ở Bắc Củng đang dần trở thành cây trồng chủ lực để giúp bà con dân tộc Sán Chỉ nơi đây vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, bà con ở đây thu hái chè chủ yếu vẫn theo phương pháp truyền thống, chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật. Cây chè san tuyết không chỉ giúp phủ xanh đất chống đồi núi chọc, phòng chống thiên tai mà còn đóng vai trò quan trọng trong chương trình giảm nghèo, nâng cao đời sống cho các hộ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiệu quả từ cây chè đã khẳng định hướng đi đúng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Na Hàng.